Vâng, Miro xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục trong buổi đầu giờ chiều ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 1 2021, bên thì mình lại về hàng. Nói thật sự bây giờ chắc chỉ khoe hàng về thôi các bạn. Chả biết không biết miêu tả thế nào cả. Thì thời điểm này hôm nay em về được tổng là 30 chiếc tủ. Âm thanh tủ Rex. Nhà tủ cho các bác phòng hát này, gia đình này. Sự kiện nhỏ thì các bác chơi những dòng này. Tổng 30 chiếc các bác nhá. Đa số hôm nay về tủ 16-2U không mixer và tủ 10U không mixer. Tủ 10U thì hôm nay về nhập 10 chiếc, 20 chiếc tủ và 12U. Và đây là dòng tủ sản xuất tại Việt Nam không nhá. Và mẫu quảng cáo gì vậy, em luôn nói rõ nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng. Các bác lên hiểu, đối với đồ điện tử ấy thì các bác lên mua hàng Trung Quốc. Đấy, em lên khuyên. Nhưng đối với các đồ như là chân loa hay là giá loa hay là cái tủ này thì các bác nên ủng hộ người Việt Nam mình. Vì sao? Vì những cái này là những nguồn nguyên liệu Việt Nam mình sẵn có, từ nhôm, từ gỗ là mình có, nhân công rẻ. Nên là, và cái thứ hai là giá thành hợp lý. Là cái đấy em khuyên lên dùng của người Việt Nam. Đấy, cái là khuyên để em theo kinh nghiệm về bán hàng nhá. Còn mỗi tất nhiên là cuộc sống thì có rất nhiều người quan điểm khác nhau. Và đối với dòng tủ này thì em cung cấp cho các bác của anh em là rất là nhiều rồi. Đến tầm này biết bao nhiêu hàng, biết bao nhiêu trăm tủ rồi. Đúng không ạ? Mỗi lần về em toàn nhập tới 25-30 chiếc một. Và cách đây chỉ chưa đầy 2 tuần em về một lô. Và hôm nay tiếp tục về lô vì bán nhanh hết quá các bác ơi. Thì báo giá luôn với dòng tủ 10U. Em đang chào bán mức giá là 1.700.000 đồng. Tủ 12U là 1.900.000 đồng. Bao mức giá rẻ nhất thị trường cho các bác của anh em nhé. Tủ 4 chân đây có khóa chân. Có khóa chân này. Và cái thứ hai là đối với dòng chịu tải rất là nặng, thoải mái. Vì em đã bán rất nhiều rồi, chắc chắn luôn. Đằng trước thì nó thiết kế lưới thoáng các bác nhá. Lưới thoáng này. Khóa bướm. Khóa bướm bên hông đây. Tủ này nó đã bắt sẵn rồi. Khóa bướm bên hông này các bác chỉ mở thôi. Cánh mở sang phía bên phải. Đấy. Khóa bướm nhé, để khóa các bác trường hợp đi đâu có cài đây. Bác khóa tủ lại để cho trẻ con hay là ai đó đỡ phải nghịch vào. Bên trong thì nó có một bộ ốc để các bác bắt nhá. Bắt ke này. Dùng gỗ chống nước. Cái tủ này chống nước được vì là ở mặt này nó là mặt gỗ ép nhá. Gỗ ép này. Ở ngoài cùng với lớp một lớp sơn nữa. Đây là nó sẽ gần như sơn tĩnh điện, chứ phải sơn thông thường. Sơn mịn này. Con này em sẽ rạch hẳn ra đi. Quay review cho các bác anh em. Bên hông của nó hai tay nắm. Tay nắm bên kia và bên này để nhấc lên trường hợp các bác chuyển đi xa. Và bên đằng sau thì đằng sau đối với ông tủ này em rất là thích ở cái là gì? Nó có thêm cánh ở đằng sau và quạt gió tản nhiệt. Chính vì vậy khi các bác lắp đồ vào đây nó rất là mát, gần như không phải quần thêm quạt nữa các bác nhá. Vì thứ nhất đằng trước lưới thoáng, cái thứ hai đằng sau nó có quạt gió tản nhiệt để hút ra. Và cái thứ ba nữa nó đi dây có hai ống để đây thoát sẵn để bác có thể đi dây vào. Nghe gần như nó kín như bưng, chuột không thể chui vào được nữa vì khi bác đi cây dây vào đây nó ngăn rồi để chuột đi vào rồi. Và quạt gió thì tất nhiên chuột lại không qua vào được rồi đúng không ạ? Tủ rất là kín luôn. Kín lại thoáng. Đó là những gì mà em nhận định về dòng tủ này. Chính vì vậy mà mỗi lần hàng về phụ các bác anh em rất nhiều. Cái dây này là dây đấu điện trực tiếp 220 các bác nhá. Đấy. Dẫn luôn cho các bác luôn. Đối với size 12U này thì chiều cao nó rơi khoảng độ 60, lòng của nó chắc khoảng 57-58. Để được khoảng 3 con đẩy. Bác để cho em từ 3 con đẩy với tầm 2-3 thiết bị nhỏ nhỏ nữa. Hoặc 2 con đẩy thêm khoảng 3-4 thiết bị nhỏ nhỏ. 4 thiết bị nhỏ nhỏ. Lọc vang, quản lý nguồn đấy. Nói chung để được khoảng 5 thiết bị. Tủ 12U để 5 thiết bị. Tủ 10U. 10U thì sẽ để được khoảng tùy theo cái độ dày size U của thiết bị nhà các bác, nhưng nó theo em tính nó sẽ được khoảng 4 thiết bị. Đấy. Và như vậy thì tủ âm thanh này thì sẽ rất là hiệu quả đối với những bác nào đi show nhỏ, phòng hát, các bác nào dùng gia đình và mở nhà không có kệ để đồ. Thì bác dùng chân chống loa thì bác có để tủ này ở góc nhà, nó tăng thêm thứ nhất vẻ đẹp. Thứ hai nữa là nó gọn gàng và nó kín đáo. Đó là những gì mà em miêu tả với dòng tủ khi bác sử dụng cho gia đình. Và trên mặt này bác có để phối ghép là vụ như dùng gia đình bác để ở góc nhà và đặt trên cái lên này này. Một cái lọ hoa, một cái thiết gì đó. Nói chung là về cơ bản nó cũng rất là đẹp, nó cũng gọn, vuông khối, nhìn nó cũng sang. Là tủ nhôm bác nhá.
tất cả ke của nó như ke nhôm nó đều bắn ở đây là đinh tán hết các nhá, đinh tán nhôm hết này, rất là chắc chắn này, khóa bướm này, được chưa? Mẫu tủ rất là hot, số lượng về nhiều phục vụ anh em và vẫn là mức giá tốt nhất cho các bác của anh em. Các bác có nhu cầu đối với tủ âm thanh thì nhanh tay liên hệ đơn vị Hiếu Minh Auto với địa chỉ tại 364 Quang Trung Hà Đông Nội. Còn hiện tại em đang quay mặt tại kho, người thật việc thật, hàng tại đây, hàng luôn sẵn cho các bác của anh em này. Cái điểm này về hàng em chỉ quay gần như review sản phẩm thôi. Và các bác có nhu cầu thì ủng hộ thì liên hệ em qua hai số điện thoại online là 0919182223 hoặc 0389540238 và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn tất cả bác ở những video tiếp theo ạ. À.